Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài toán 7 hay 5 trong cái chương trình đại số lớp 10 học kỳ 2 của chương 7 bất phương trình bậc 2 một ẩn. Bài của chúng ta đang giải là bài giải bất phương trình bậc 2 một ẩn. Thì cái đề bài 7 hay 5 này á, người ta nói như sau: tìm các giá trị của tham số M để bất phương trình sau đây nghiệm đúng với tất cả các giá trị của x, với mọi cái giá trị của x. Đây là một cái phân số, vế trái nó là một cái phân số, tử nó là x bình phương trừ mx trừ 2 chia cho cái mẫu là x bình phương trừ 3x cộng 4 lớn hơn trừ trừ 1. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là chúng ta đi tìm các cái giá trị của m thỏa mãn cái bất phương trình này. Thì đầu tiên á là các em chuyển cái trừ một này qua thì nó sẽ trở thành là x bình phương trừ mx trừ 2, x bình phương trừ mx trừ 2 chia cho x bình phương trừ cho 3x cộng cho 4 trừ 1, các em đổi qua là cộng 1 và cái vế phải nó là 0. Như vậy thì bây giờ cái bước kế tiếp thì các em lấy mẫu chung, các em lấy cái mẫu chung là x bình phương trừ cho 3x cộng cho 4, x bình phương trừ cho 3x cộng 4. Cái tử sẽ là x bình phương trừ mx trừ 2. Cái này các em nhân như cái mẫu là x bình phương trừ 3x cộng 4 lớn hơn không. Thì cái này cái là x bình phương là 2x bình phương. Cái này các em đưa x ra ngoài thì cái này còn lại là dấu trừ ra ngoài luôn. Ở trong này nó còn lại là m cộng 3, nhưng với x đưa dấu trừ, đưa x ra ngoài thì cái này còn lại m, đưa dấu trừ, đưa x ra ngoài thì cái này còn lại là 3. Cái này bỏ đi, 4 trừ cho 2 thì còn 2. Ở dưới nó là x bình phương trừ cho 3x cộng cho 4. Tới đây rồi thì các em thấy rằng cả cái tử lẫn cái mẫu đều là các cái tam thức bậc bậc hai. Bây giờ để cho cái tam thức bậc hai, để cho cái phân số này mà nó dương á, thì chúng ta lần lượt xét cái tử và cái mẫu. Ở đây á, là cái tử nó chứa tham số, còn cái mẫu nó không có chứa tham số. Thì chúng ta làm cách làm sao? Cái mẫu nè, cái mẫu nó là các em cho là gx đi, cái mẫu các em cho là gx đi, thì nó bằng x bình phương trừ cho 3x cộng cho 4. X bình phương trừ cho 3x cộng 4 thì các em thấy rõ ràng là cái này là a nó bằng 1, a nó bằng 1, nó dương thì nó quay lên. Rồi các em xét tiếp tới delta, delta là bằng b bình phương, b bình phương là 9 trừ cho 4ac trừ cho 4ac, đúng không? Như vậy thì chúng ta có gì? Chúng ta có là 4 lần 4 là 16, trừ 16 cộng 9 thì chúng ta cũng không cần phải biết nó là bao nhiêu, miễn là nó đã âm rồi, chúng ta không cần biết nó là bao nhiêu. Như vậy thì nó âm rồi thì đường ai nấy đi. Các em nhớ là cái âm rồi thì đường ai nấy đi. Tức là a này nó dương thì nó sẽ nằm nằm trên này, hoàn toàn như thế này, nó không có liên quan gì tới trục hoành hết. Các em chỉ nhớ vậy cho thầy thôi. Như vậy thì rõ ràng là cái gx này đó, cái gx này nè, nó luôn luôn dương với mọi giá trị của x. Như vậy thì ta trở lại cái bất phương trình y này nè, thì các em thấy là cái mẫu á thì nó đã luôn luôn dương rồi, thì ta không phải lo lắng gì về cái mẫu này hết, bởi vì nó dương là đương nhiên nó khác không rồi. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là cái tử thôi. Yêu cầu bài toán tương đương với gì? Tương đương với là fx bằng 2x bình phương trừ cho m cộng 3x trừ cho m cộng 3x cộng cho 2. Bây giờ các em biết rằng là cái gx này á nó luôn luôn dương rồi,
không? Thì cái tử nó phải dương để cái phân số này nó dương, như vậy thì fx này phải phải dương, chỉ có thế thôi. Và bây giờ cũng như là cái trường hợp của gx, các em có là ở đây là a bằng 2 nó dương, các em làm như thế này cho thầy, à nó quay lên rồi. Cái này thì là để cho fx mà nó dương thì buộc delta nó phải âm, cái này là không thể chối cãi được. À delta nó phải âm thôi, delta nó phải âm, delta nó âm á, tương đương với gì? B bình phương, tức là m cộng 3 bình phương, b bình phương trừ cho 4 ac cũng là 4 luôn, không? Nó phải âm thì nó mới đúng với cái yêu cầu của bài toán. Thì cái này thì mình khai triển ra thôi. Thì các em thấy là 4 với 4 này các em đẩy qua bên kia nó trở thành là m cộng 3 bình phương nhỏ hơn 16, tức là nhỏ hơn 4 bình phương. À ở này thầy cũng nhắc lại cho các em biết cái dạng này nè, a bình nhỏ hơn b bình hay là x bình nhỏ hơn a bình thì nhỏ hơn nằm trong, nhớ là nhỏ hơn nằm trong nha. Tức có nghĩa là như thế này nè, m cộng 3 nó nằm ở trong khoảng là trừ 4 và 4. Các em nói như vậy thôi, và chúng ta biết cách làm là trong trường hợp mà x bình mình nhỏ hơn a bình thì x nó phải ở trong vòng cộng trừ a. Và cái này thì các em trừ 3 với trừ 4 là trừ 7, cộng 3 trừ 3 thì còn lại là m trừ cho 3 thì 4 trừ 3 là bằng 1. Và chúng ta đi tới cái kết luận ngay là m ở trong cái khoảng là trừ 7 và 1 thì cái bài toán này sẽ được thỏa, chỉ có vậy thôi. Đấy. Và chúng ta kết thúc cái bài toán 725 tại đây. Ta tiếp tục qua bài 726.